cái cây đồng bồn này khi mưa xuống rồi mình phải cấy như cái lúa vậy đó, rồi khoảng 2 tháng rưỡi tới 3 tháng ăn thôi. Cái nguồn nước tốt thì cây đồng bồn nó tốt thì mình thu hoạch sớm, rồi không thì khoảng trên 3 tháng. Cái nước là cắt nước con vô, để muối vô, rồi mình xách đồng bồn vô, mình múc cái nước đó mình đổ vô, khoảng 5 ngàn vậy đó. Mình mới để cái một kiếm lên đây rồi mình lấy cây mình gài xuống ăn thôi, cho nó đừng có vịt lên, rồi để vô cho nó thấm nó ngon thôi. Cứ nhận như vậy đó là cả 2 đêm là mình ăn được rồi. Nhưng mà nói chung là nó làm gỏi, con chấm nước cá kho tương là nói chung là cái gì nó cũng ngon. Cái keo này nó là mình vô vậy là 1 ký bồn bột, mình vô nước là mình bán cái keo này 30 ngàn. Nếu nó lợi nhuận 1 ngàn thì cỡ 500. Thank you.